Deadland mẫu 2021 gắn lên ad 150 đời 150 này và 2019 và ad 155 là duy duyên nha. Mình chỉ cần mua thêm một cái dĩa trước 245 4 lỗ là anh em có thể gắn vô như zin nha. Đó, dĩa 245 này mình bán với giá chỉ từ trên dưới 200.000 tới 250 tùy size tùy mẫu. Thì anh em nào có muốn mâm 1.4, 1.6 về đi được vỏ 60 70 nè. Rồi 70 80 vẫn được nha. Thì giá của mình bán là 1.6 một cặp, có màu đen và màu vàng. Đó, cộng mẫu mới của Deadland là sẽ có rảnh ở đây. Rảnh ở đây. Và một cái cộng gân ở ngay thân này. Đó, điểm đặc biệt đó, và một cái lỗ ngay đây nữa. Rồi ha, thì cái bánh sau thì tất cả anh em đều gắn gân zin, đạn zin, ống nhĩ zin, đĩa zin rất là nhẹ luôn. Thì theo thông tin á thì những cái mâm rết leo này á đi vô á thì canh dino HP nó sẽ tăng, tại vì nó canh chuẩn rồi nhẹ. Còn ví dụ như anh em đóng GPS hoặc Google á thì sẽ lên rất là nhiều, cũng được một hai vạch gì đó, để gì bánh chuẩn ha, rất là nhẹ. Rồi anh em nào cần mua mâm Deadland 2021 với giá 1.6 một cặp, màu đen màu vàng thì liên hệ tới